lẩu cá mây Huệ thì hình thành và phát triển thì tới điểm giờ là được gần 30 năm. Thì từ khách địa phương và những du khách thì thường ghé tới quán lẩu cá mây Huệ Phan Thiết, Bình Thuận. Quán lẩu cá mây Huệ là chuyên về lẩu cá bớp, đặc sản riêng của vùng biển Phan Thiết. Cái hương vị đặc trưng nhất là cái gia vị truyền thống lẩu cá mây Huệ, là muốn giữ cái truyền thống của địa phương, mang cái tinh thần là của người dân Phan Thiết đến một không gian ấm để cho các quý khách là ghé thăm quán chúng tôi thưởng thức, mang cái nội dung là gia đình đoàn kết yêu thương. Tôi được biết là lẩu cá Mây Huệ là một trong những quán lẩu cá lâu đời tại thành phố Phan Thiết. Thì cá ở đây tôi ăn rất là cảm thấy rất là tươi. Mỗi dịp cuối tuần là tôi hay giới thiệu bạn bè và đi cùng với gia đình đến quán lẩu cá Mây Huệ 86 Mãi Đỉnh.